vườn chặt bỏ hết ha. Vài chuối lớn thì họ bao cái bịch ni lông lại, họ chặt bỏ hết, đốn hết những cây vườn chuối. Những quầy chuối rất là mơn mởn nha các bạn. Thu mua và cung cấp, xưởng cho thuê luôn rồi, phá sản luôn rồi. Trời, trên đỉnh đồi nhìn thẳng xuống dưới xa xa kia, khung cảnh rất là đẹp. Trước mắt chúng ta đó là Hồ Trị An các bạn. Chuối đóng gói đi xuất khẩu à. Có tin đồn mà hai vợ chồng ở Trà Vinh lên trên đây chuối họ bỏ nè. Nhà như nhà của người dân tộc thì đó ha. Hôm nay là lỗ nặng toàn tập luôn. Những vườn chuối trái chặt bỏ các bạn. Nguyên cái nhà vườn chuối không đạt tiêu chuẩn là dục bỏ. Chuối chặt bỏ. Chặt bỏ hết những cây chuối bị đốn hạ. Bỏ luôn, quá trời luôn. Công sức lao động, vốn liếng bỏ vô. Rồi, hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Và nơi đây là thuộc xã Thanh Bình. Đường này có tên là đường Cây Gáo. Sáng nay mình đi cập nhật cái tình hình mà con trồng chuối khu vực này đang bị thua lỗ nặng các bạn. Thì từ cái xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom này cách Sài Gòn là khoảng hơn 60 cây các bạn. Rồi, đây bên trái đây là cái vườn chuối ha. Và cổng chào của xã, đây là xã Thanh Bình của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây được xem là thủ phủ của chuối lớn nhất của cả nước luôn các bạn. Thì tỉnh Đồng Nai có tổng cộng là 2 thành phố và 9 huyện. Thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh. Cái thành phố Long Khánh là mới lên thành phố từ năm 2019. Lúc trước nó là thị xã Long Khánh đó các bạn. Hồi trước khi vô quay cái vựa chuối, mình quay cái khu di tích lịch sử căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa năm xưa đây các bạn. Căn cứ này được hình thành từ năm 1965, lập ra là thời kháng chiến chống Mỹ đó các bạn. Đây bên phải là những nhà vườn chuối ha. Chuối ở khu vực này họ trồng chủ yếu là chuối cấy mô các bạn. Chuối cấy mô là chuối được cấy trong phòng thí nghiệm đó, rồi phân phối xuống cho người dân họ trồng. Một cây thì cây giống nó khoảng 7.000 một cây. Đây bao la vườn chuối luôn. Chuối cấy mô thì họ cấy trong phòng thí nghiệm cho nên cho ra cái năng suất cao, trái nó đều trái các bạn, và ra trái nó nhiều. Chủ yếu chuối ở đây là để đi xuất khẩu ha. Nhà của người dân, người nông dân, những cái láng, những cái trại để trồng chuối. Đường này là dẫn vô cái khu căn cứ tỉnh ủy năm xưa, quay cho các bạn coi rồi chút qua bên
thủ phủ trồng chuối. Nằm tại cái xã Thanh Bình của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ha các bạn. Nơi đây được xem là thủ phủ về ngành trồng chuối lớn nhất của cả nước. Năm nay chuối bà con bị tiêu đứng các bạn. Tính tới thời điểm hôm nay là nó còn có khoảng 1.500, 2.000 một ký à. Khi thấy em lên đây, cả một nhà vườn chặt bỏ hết ha, những cây. Mình có hỏi thăm người dân thì cái chuối mà để có lời có lãi thì phải ít nhất tối thiểu là 7 đến 8 ngàn một ký mới lời được. Mua mà 4 5 ngàn là chỉ có nhà vườn mà có đất đai, còn hầu hết ở đây là người dân họ thuê cái quỹ đất. Một năm nó một sào, ở đây tính là sào, một sào nó khoảng 10 triệu các bạn, 10 triệu một sào một năm. Mấy năm trước thương lái Trung Quốc mua nó còn 10 mấy ngàn, 12 13 ngàn. Thì ăn nên làm ra. Năm nay nó tuột giá thê thảm, thậm chí là không chấp nhận mua luôn mới ghê. Giá rơi từ từ 4-5 ngàn, xong rồi tuột xuống 3 ngàn, 2 ngàn. Bây giờ sáng nay mình mới hỏi người dân, giá tệ nhất là 1 ngàn đến 1 ngàn rưỡi. Lỗ nặng luôn. Vốn một cái cây giống là nó khoảng 7 ngàn một cây, chi phí thuốc phân bón rồi công tưới tiêu đủ kiểu. Đó, một cây chuối đó cho ra một cái buồng chuối nó cũng khá là dài. Nó lên đến trái mà buồng mà dài nhất nó dài hơn 1 mét đó các bạn. Nó đến 10 mấy quại. Đây ha, chạy vô trong cái khu di tích lịch sử tỉnh ủy Biên Hòa cho các bạn coi sơ đây. Cụm tượng đài lực lượng vũ trang ba thứ quân. Nơi vui chơi giải trí cho trẻ em. Cái ao sen khô nước luôn ha. Khô nước luôn à. Quay cái khu này nè. Cạn sạch nước luôn, sen chết hết trơn ha. Đó, khu đó là khu đài bên đài tưởng niệm ha.
khu di tích lịch sử tỉnh ủy Biên Hòa, gọi tắt là U1. Đây ra lại cổng chào của xã Thanh Bình đó các bạn. Đây bên phải cũng như bên trái, thủ phủ của trồng chuối. Đây quẹo phải vào đường Tân Thành Trường An. Cảnh những cây chuối chết khô luôn. Năm nay bà con thất bát quá, mất giá. Mỗi năm Trung Quốc nó mua cho 10-12 ngàn ký, giờ nó xuống còn có 1.500-2.000 ký. Đốn cây chặt bỏ ha. Đây là những cơ sở thu mua đây các bạn. Cơ sở thu mua chuối ha. Đây, vườn chuối. Chuối đây là chuối cấy mô, chuyền thì xuất khẩu. Quầy chuối nè, đó quầy chuối đó lớn đó. Hai bên đó các bạn. Những quầy chuối lớn thì họ bao cái bịch ni lông lại để bảo quản. Đó, đến giờ làm việc rồi. Rồi đến giờ cho phân thuốc hả? Chuối trái rất là bự ha, và đều nhau. Đó, chặt bỏ hết những trái mà không đạt tiêu chuẩn á. Trái dính sâu thuốc á, phun thuốc để diệt sâu kiến. Ồ, vườn chuối nó sẽ sống ở trên núi đá này nọ. Những người này là những người ở Trà Vinh, Sóc Trăng các bạn, thì cái vùng đất này người đạo Công giáo nè, người Hoa và người miền Tây. Người miền Tây thì người ở Trà Vinh và Sóc Trăng là chủ yếu các bạn. Lên trên này mướn đất hoặc là đi làm công ha. Đó là cho chủ vườn.
này đốn hết những cái vườn chuối. Thủ phủ trồng chuối tại xã Thanh Bình của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bao la bát ngát chuối luôn. Người Trà Vinh với Sóc Trăng không à, cho nên lên trên này cày bừa dữ lắm. Khu vườn chuối này được hình thành từ những năm 2010 mấy ấy ta. Cách đây mười mấy năm mà các bạn. Biển xe Tâm Tư đó thấy không? Tiếp tục một cái vừa thu mua chuối. Shipper chở hàng chốt trong này. Màu la bát ngát chuối luôn. Những quầy chuối xanh mơn mởn. Hầu hết là xuất khẩu qua bên Trung Quốc đó các bạn. Mấy cái dừa nằm ở trong đây là toàn là dừa của thương lái Trung Quốc không. Đó quầy đó đó. Đến mười mấy nãy đó. Chi phí thuốc tưới tiêu đó, quầy này lớn quá trời lớn à. Wow. Sau hôm nay chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến thủ phủ trồng chuối lớn nhất của cả nước. Xe tải ghe vô đến tận vườn luôn. Mua ở đây tận gốc con 1.500-2.000 kg đem lên chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền, giá đâu đó là khoảng 5.000. Đây ha, những quầy chuối rất là mơn mởn nha các bạn. Đó. Chuối cây mô là nó sẽ đều nhau và trái nó dài, nó bự, nó như chuối già đó.
chú này nó ăn thì lạc hơn chú già. Đây, quầy này sắp chín nè. Tiếp tục là điểm thu mua, thu mua và cung cấp. Xưởng cho thuê luôn rồi. Phá sản luôn rồi, chịu không nổi. Cách đây mấy ngày mình đọc báo chí đăng thì nó giá dao động nó khoảng 2.500-3.000 ký, hôm nay xuống còn có 1.500 luôn nè. Trời, trên đỉnh đồi nhìn thẳng xuống dưới xa xa kia, khung cảnh rất là đẹp trước mắt chúng ta, đó là Hồ Trị An các bạn. Ôi quá trời là đẹp, bên trái cũng như bên phải hai cái điểm thu mua và cung cấp chuối xuất khẩu, xưởng thu mua chuối. Đây, hàng loạt các xưởng thu mua chuối đóng gói đi xuất khẩu, đóng gói tự động luôn ha. Đó, toàn là mấy bố Trung Quốc biết nói tiếng Việt rất là rành. Đây, tiếp tục có một cái quầy chuối quá là đẹp luôn. Đến nay khúc này là ranh giới giữa huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai ha các bạn. Quẹo phải hướng này là đi ra quốc lộ 20 nè. Đi về Lâm Đồng, đi về thành phố Long Khánh đó, chạy bọc vòng lại, nó có hai con đường song song, dài rất là dài. Đây là đường cắt ngang, phía bên phải tiếp giáp với lại cái hồ Trị An, nó trực thuộc huyện Vĩnh Cửu các bạn. Huyện Vĩnh Cửu, cái hồ Trị An mình quay các bạn coi rồi, trong cái khu rừng Mã Đà, rồi cái khu người dân từ Campuchia đi về sinh sống trên cái lòng hồ Trị An, mình đã quay cái khu hồ Trị An khá nhiều video rồi. Đây, chúng ta ra lại tiếp con đường hoành lại, bọc vòng lại ha. Nếu mà quẹo phải là qua huyện Vĩnh Cửu các bạn. Đi thẳng đường này là đi ra xuống hồ Trị An, đi về cái đảo Ó, khu vực huyện Vĩnh Cửu, hồ Trị An đó. Đây, chúng ta quẹo trái để đi. Bọc nguyên cái dòng khu trồng chuối của người dân. Quẹo phải này là đường chính đi ra khu ngã tư Tân Lập. Đây, khu vực trồng chuối
trời, nhà đại gia, đại gia ngành chuối. Những quầy chuối xanh mơn mởn. Lên trên này cái vùng khí hậu khá là mát mẻ do nó nằm ở trên cái đồi cao các bạn. Đây là một cái cơ sở Phạm Thị Bích Vân chuyên thu mua và cung cấp cây giống cây chuối, cây mô này rất nhiều ha các bạn. Chuối ở đây là không cần phải đeo bao luôn. Nhà vườn chuối đây có gì mình bay ở trên cao coi cái khu này, quay trên cao mới hết được, nó rất là rộng. Thank you.
khu xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom này nó chiếm 8% tổng diện tích của tỉnh Đồng Nai. Những cây chuối chết khô không chặt, sau khi thu hoạch thì sẽ chặt mấy cái bắp chuối đó cho heo ăn. Đây là một cái điểm thu mua nữa. Ê quá, hôm nay là ngày Chủ nhật các bạn, cho nên có một số cơ sở đóng cửa, như một số cơ sở là giải thải luôn rồi. Đây trại cây giống hai to, chuyên cung cấp giống chuối cây mô. Thất bát năm nay lỗ nặng quá, có tin đồn hai vợ chồng ở Trà Vinh lên trên đây thuê đất, vay tiền ngân hàng cũng như là vay tiền chợ đen, xã hội đen ở ngoài. Đến cuối năm nay không có thu hoạch được lỗ lã, vốn thì đâu 5-6 đồng rồi, mà bây giờ thu mua có 1.5-2 đồng. Nghĩ đến túng quẫn các bạn, thì cái chuyện thực hư đó không biết có hay không. Hồi nãy mình cũng hỏi người dân thì người ta cũng nói vậy, nhưng mà không có xác nhận chính xác là có sự thật đó hay không. Theo mình nghĩ thì chưa đến nổi đâu các bạn, nhưng mà chắc cũng muốn lắm rồi, do cái vay tiền tín dụng đen ở ngoài đó, bị dí kiểu đó thì cũng có ngày. Tội quá. Một số ít là đất của chủ đất còn khu này là người dân ở miền Tây, đặc biệt là Sóc Trăng các bạn, Sóc Trăng và Trà Vinh. Lên trên này sinh sống, di cư về cái khu đất này sống khá là lâu. Khi xưa nó chỉ có một cái vài mảnh vườn trồng chuối thôi. Đây ha các bạn, chuối họ bỏ nè. Cắt bỏ luôn. Lỗ nặng quá. Một cây chuối vậy là trồng là khoảng nhanh nhất là 9 tháng thu hoạch các bạn. Nhưng mà đất mà bây giờ đất nó xấu, có nghĩa là đất đã trồng đi trồng lại, cái độ màu mỡ của đất nó hết rồi các bạn, cho nên chuối bây giờ nó gần như là 10 đến 11 tháng mới thu hoạch được, cho nên cũng rất là khó khăn. Khi xưa đất nó nhiều, đất còn màu mỡ, giờ trồng đi trồng lại qua bao nhiêu năm. Rồi cảnh căn nhà, nhà như nhà của người dân tộc đây đó ha. Thì
người dân Sóc Trăng chủ yếu là người Khmer mà các bạn, cho nên lên đây nãy giờ không có quay cho các bạn được, nhưng mà mình đi mình thấy nãy giờ là có một số trẻ em với lại người phụ hồi nãy quẹo vô á, là người có nước da ngâm đen ha, nó là người đặc trưng của người Khmer. Năm nay là lỗ nặng toàn tập luôn. Đây, những vườn chuối với những nải chuối còn eo ụt, mới ra những trái chuối non. Tiếp tục là một cái cơ sở thu mua nông nghiệp không? Tên toàn tiếng Trung Quốc không à. Nói chung là nó nằm ở kèo trên, nó nằm ở cửa trên thì nó phán cái gì không được, thích thì nó nhập, còn không thích thì nó ngưng. Nó kêu bị lỗi này lỗi kia thì bó tay luôn. Hai cái công tơ lạnh này, những vườn chuối trái chặt bỏ các bạn đó. Chặt dục rơi vãi dưới đường luôn. Cái đầu mét phun đầu tư tốn biết nhiêu tiền, chi phí bơm, máy bơm, nhân công, thì quy ra vốn một cây chuối này đó là có vốn là khoảng 100 đến 120 ngàn. Một cây chuối là nó có một quầy. Một quầy nào mà đạt tiêu chuẩn là nó khoảng mười mấy nải đó. Đây, những quầy chuối cái nào mà đạt ok là nó dài gần cả mét, mười mấy quầy, mấy chục cảnh bỏ hoang tàn. Trời ơi, nguyên cái nhà vườn chuối. Đây là những căn nhà của người Hoa, nói chung là người Hoa sinh sống khu vực này rất là nhiều, người đạo Công giáo nè, người Hoa. Đây là một cái cơ sở nè, thu mua chuối nè, hồ đó chuối rồi.
không đạt tiêu chuẩn là dục bỏ. Máy này không đạt tiêu chuẩn anh. Ồ, tội quá ha. Năm nay thất bát quá ha. Xe về mình chở về đâu? Dạ. Xe này chở về đâu? À, chở hàng. Hôm nay là còn nhiêu ký anh? Dạ. Hôm nay là còn nhiêu ký? À. Nó những trái không đạt tiêu chuẩn là coi như bỏ luôn ha các bạn. Như cái xe của em trai đó là lấy những, một là những cái hàng dẹt á, hàng này nè, chở về những cái khu chợ, rồi một số là bỏ cho heo ăn đủ hết. Nhà này được 20 cây, ốc vườn bên này nữa. Chuối chặt bỏ, chuối chặt bỏ ha. Anh chậm hay gì em? Hả? Cù dầu lên á. Hả? Cù dầu lên á. À. Em trai đó là chủ vườn ở đây đang dí mấy con heo rồi hay là cái gì đó chứ không phải người đâu. Thôi không cần nhiều chuyện, không cần phải đi hỏi nhiều, chú chặt bỏ hết. Cảnh hoang tàn. Trời ơi. Những cây chuối bị đốn hạ. Chuối chặt xong rồi bỏ luôn. Đó, bỏ luôn, quá trời luôn. Những quầy chuối công sức lao động vốn liếng bỏ vô. Chỉ cần thằng Trung Quốc nó không nhận là coi như là thua luôn, thu mua giá rẻ thúi. Năm 2023 thật là đáng buồn cho người lao động cũng như người nông dân. Người nông dân trồng chuối tại khu vực xã Thanh Bình của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ra lại con đường cây gáo các bạn, ra lại cái cổng trào đây. Đây ha,
khu vực bên trái cũng như là bên phải đây. Nguyên cái xã Thanh Bình của huyện Trảng Bom được xem là thủ phủ trồng chuối lớn nhất của cả nước. Rồi sáng nay mình cũng đi quay cho các bạn coi về tình hình thực tế việc trồng chuối và xuất khẩu những trái chuối đi qua Trung Quốc của bà con đang bị thất mùa ha các bạn. Giá rất là thấp. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.